Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, chương 12. Kim cổ kỳ ngôn, bà chúa phải gai, sự mỉa mai của số phận. Buổi sáng hôm ấy, lúc chuông đồng hồ báo thức theo hai cái kim chỉ 8 giờ mà kêu ra lên, thì ông Văn Minh tung chăn vùng ngồi nhõm dậy, nhìn sang bên tay phải không thấy bà vợ yêu quý đâu cả. Lại trông lên cái lịch trên tường, ông mới nhớ ra rằng vợ ông đã đến sân quần, vì hôm ấy vào ngày thứ năm. Ông rửa mặt thay quần áo ngủ xong, bèn bấm một tiếng chuông. Trong khi ông ngồi trước bàn trang điểm của vợ ông, thì một người bồi mang vào một khay những mỹ vị như bánh sữa, bơ tươi, cà phê, sô-cô-la, nghĩa là những thức ăn để dành riêng cho bậc thượng lưu trí thức. Chải đầu xong, ông ăn vội vã những thức ấy rồi trang điểm cái mặt. Ông rửa móng tay, bôi đỏ 10 đầu móng tay, rồi xoa một lượt kem lên mặt, rồi chát một lượt phấn lên trên, rồi lấy một cái khăn bông khô lau đi, rồi lại bôi một lần phấn mỏng nữa, y như một người lần thần, với mớ tóc đen và quăn quăn từ đầu cuộn cuộn xuống gáy, cái cổ cao ngẳng và lộ hầu, đôi con mắt ốc nhồi lại thêm cái mặt loang lộ những vòng tròn trắng. Lúc ấy trông ông thật xứng đáng là một bậc mày râu son phấn, rất cần thiết cho sự tô điểm cho cái nòi giống dã man ta. Mấy tiếng giày lẹp kẹp tiến đến cửa phòng, ông phải lắng tai nghe. Rồi tự nhiên cửa phòng mở toang ra, làm cho ông phải nổi giận đùng đùng, vì cái tính cẩu thả của dân An Nam không biết gõ cửa. Nhưng ông không được quát mắng như vào dịp khác, mà lại phải nặn ra cái vẻ mặt tươi cười nữa, vì người vào không gõ cửa chính là cụ Phán Bà, mẹ ông. Ông vừa đưa tay xoa bộ mặt tân tiến của ông, vừa gượng hỏi: "Mẹ có việc gì mà đến sớm thế?" Cụ bà đứng khoanh tay sau lưng, nghiễm nhiên nhìn con và khắp gian phòng một lượt, chứ không đáp. Điếu thuốc lá sâu kèn dính lệch bên một góc môi. Sau, cụ đến ngồi ở giường hỏi: "Chị ấy đâu rồi?" "Nhà con nó đi đánh quần." Cụ bà gật gù cái đầu hồi lâu như những người không bằng lòng một việc gì mà không nói. Một lát lại hỏi: "Chị ấy đi từ bao giờ thế?" "Chắc hẳn nó phải đi từ 7 giờ sáng. Gớm, vợ chồng nhà anh độ này nhiều cái văn minh quá." Biết rằng lại sắp có chuyện như mọi bữa, vấn đề bất hủ nó chia rẽ làm hai phái trong một nhà là vấn đề mới cũ xung đột. Văn Minh bèn chọc tức mẹ bằng cách hỏi lại: "Có phải thế không hả mẹ?" Bà cụ cũng đã gần hóa điên, Song Lê cũng cố nhịn chỉ trách: "Thế mà đến bây giờ anh cũng chưa xuống hàng, buôn bán mà chạy mạng thế thì mấy lúc mà vỡ cửa hiệu, phải trông nom người làm ăn trong nhà chứ. Vợ thì đi thế mà chồng thì ngủ thế, họ lại không moi ruột đi cho ấy à?" Văn Minh vẫn ngồi nguyên chỗ để đánh phấn nốt cái mặt, chỉ đụng đỉnh: "Ấy bẩm, đã có anh Tiffaner trông nom." Tuy không hiểu con nói gì, bà cụ cũng không cần hỏi lại. Đó không là điều cốt yếu. Điều cần nhất cho cụ là kiếm cách nhập đề để có thể đả động được đến ông Xuân tóc đỏ của chúng ta đó thôi. Rồi cụ lại hỏi: "Thế cái ông Xuân ấy đâu?" "À, ông ấy là giáo sư quần vợt, thì chắc bây giờ ông ấy phải ở sân quần." Trong khi nói thế, ông Văn Minh cũng không biết là mình cứ lừa dối mãi người khác, thì cuối cùng mình lừa dối đến cả mình mà không biết. Một cách vô tâm nhất đời, ông ta đã làm cho một thằng Xuân tóc đỏ nhặt quần, nhảy một bước lên một ông giáo sư. Phải, một người đã có những chức như nguyên sinh viên trường thuốc, có học thức, có óc mới, tất nhiên không thể quay về làm nhặt quần cho quý hội viên được. Cụ bà lại hỏi: "Nghe đâu anh sắp cho con Tuyết cũng học đánh quần thì phải?" Ông còn ngơ ngác hồi lâu rồi đáp: "Chả biết cô ấy có muốn học không. Nếu muốn thì tôi cũng bằng lòng. Đánh quần thì khỏe người ra thôi chứ cũng không hại gì cả. Này, hình như ông Xuân cũng đứng đắn và tử tế lắm thì phải." Không biết đấy là bà mẹ đương dương một cái cạm, ông con liền đáp: "Cái ấy thì đã đành,
Đấy, mẹ xem, nếu không có ông ta chữa chạy cho thì có phải ông Nhạc chết rồi không? Việc ấy mình phải coi là một cái ơn to thì mình mới là người lịch sự. Vả lại nhờ có ông ấy trông nom giúp mà cái cửa hiệu thợ may nay được thịnh vượng thế đấy mẹ ạ. Nhưng con thử xét xem ông Xuân có thực đứng đắn tử tế không? Điều ấy thì như hai với hai là bốn rồi, còn phải dò xét gì nữa? Cụ bà ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ hỏi. Này anh cả nhỉ, thí dụ gả con Tuyết cho ông ta thì có nên không? Và liệu ông ấy có thuận không? Nghe đến đấy, Văn Minh cau mày, giận hết sức, nhưng cũng phải dè dặt nói. Nhưng mà từ ai mà có cái tư tưởng ấy thế? Cụ bà chép miệng mà rằng, có con gái lớn thì tất nhiên phải nghĩ đến có rể. Bổn phận cha mẹ là lo sao cho con trai có vợ, gái có chồng, chứ sao anh lại ngạc nhiên? Văn Minh lắc lắc cái đầu. Việc ấy chẳng khó lòng mà thành được. Chết nỗi, sao thế? Rất ngạc nhiên về sự thất vọng của mẹ, Văn Minh nói như một người hổ lậu. Không được môn đăng hộ đối, mà chưa chắc ông Xuân đã ưng con Tuyết. Chỉ sợ người ta không thuận mà mình gọi gã thì mình ngượng lắm, chứ không môn đăng hộ đối cũng chả lo. Thầy anh nói cái gì như là bình dân ấy. Ông con cau mày hỏi gắt. Nhưng sao mẹ lại thiết tha vào việc ấy đến như thế? Là vì thấy ông Xuân đứng đắn tử tế. Thế chưa đủ, tất có nguyên do gì. Bà mẹ đứng lên, tiến đến xỉa xói vào mặt ông con. Là vì ông Xuân đã ngủ với em mày rồi, mày biết chưa, thằng khốn nạn kia. Rít lên xong, bà cụ dựa vào thành một cái ghế, hai tay sờ soạn, lật bật xoa vào tường như sợ ngã vì chóng mặt. Văn Minh cũng đứng lên, chết điếng người, bà mẹ rền rĩ kể lể. Mày nuôi ong tay áo, mày bày vẽ ra lắm trò, mày làm hại một đời em mày, mày bôi gió chát chấu vào cái thanh danh nhà tao. Rồi còn con vợ mày nữa đấy, rồi còn là nhiều chuyện hoang dâm nữa. Những câu nói như thế có một hiệu lực làm cho Văn Minh đương ở cấp tiến mà muốn quay hẳn về bảo thủ. Thấy mẹ nói đến vợ mình, lòng ghen của ông cũng nhóm lên. Ông sợ nhất cái xấu mọc sừng và thấy mình ở trong một cảnh ngộ khó xử, vì mọc sừng là một cái xấu của cấp tiến chứ không phải của bảo thủ. Đàn bà tân thời mà đứng đắn thì thôi không nói, đàn bà tân thời mà đa tình, cái đó càng lợi cho bọn nam nhi vẫn coi phụ nữ là đồ chơi. Nhưng nếu những cái đồ chơi ấy mà lại là em gái ông hoặc vợ ông nữa thì không, không, không thể được. Tuy nhiên, Văn Minh cũng hỏi lại mẹ, có chắc thế không? Ai trông thấy thế? Còn Phán chị nó trông thấy hai đứa ngủ trưa trong một buồng ở khách sạn Bồng Lai, mà lại còn không chắc nữa à? Ồ lạ, sao nó không ngăn cấm em nó? Sao nó không mách tôi? Nó bảo nó thấy thế nó thẹn ê cả mặt mũi, thì nó còn nói gì được nữa? Lại có những thứ thẹn vô lý thế nữa. Chứ không ư, vả lại nếu nó nói gì thì nó lại sợ con Tuyết thù nó. Chị em đâm ra mất lòng nhau, mày cũng đừng có cho con Tuyết biết là chị nó mách nó. Văn Minh đứng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thưa với mẹ. Để tôi điều tra việc này cho đích xác đã, rồi có thế nào sẽ liệu sau vậy. Mẹ cứ yên tâm, dù sao thì việc cũng đã xảy ra rồi, cuống cuồng lên là thất sách. Nói đoạn, Văn Minh bơm nước hoa vào đầu, vớ lấy cái mũ nhung xuống thang, ông ta đi tìm Xuân tóc đỏ vậy. Lúc ấy tại sân quần, chỉ có bà Văn Minh và Xuân tóc đỏ luyện tập lẫn cho nhau thôi, chứ không có một nhà thể thao nào khác. Cô Janet, con gái bà Phó Đoan, vì là ngày thứ năm nên cũng ở trường ra chơi với mẹ cô. Cô ngồi trên ghế, có một quyển sách dở sẵn để ở đầu gối, chớp lại nhìn lên xem đánh quần, chớp lại cúi xuống xem tranh ảnh ở sách. Hai đứa bé chừng 10-12 tuổi, quần áo rách rưới làm nghề nhặt ban, để cho Xuân tóc đỏ bảnh bao trong cái quần tây và áo sơ mi cụt tay, giày vải trắng, đứng làm nhà giáo sư. Bà Phó Đoan ở nhà trên chứ không xuống sân với cái quần đùi để luyện tập như mấy bữa trước.
Công cuộc thể thao của bà đã bị một bổn phận thiêng liêng khác đến ngăn trở, bổn phận của bậc hiền mẫu. Là vì cậu Phước đã hai bữa nay không hiểu vì lẽ gì mà ăn mỗi bữa lại kém những một bát cơm. Cậu hay ngồi lì lì trầm tư mặc tưởng như một nhà triết học, không hay quấy đến thiêu thịt vú em nữa. Lại cả đến em chả, cũng không nữa. Thật là một hiểm tượng cho cậu bé thuộc hạng con rời con Phật như thế. Chiều hôm qua, cậu Phước hắt hơi 3 lần. Đến tối sau khi uống nước, cậu lại nấc. Đêm đến cậu chỉ đái dầm có 1 bận, chứ không phải 2 bận như mọi đêm. Sáng sớm hôm nay, cậu lại ho 3 tiếng. Thật là một điềm gỡ. Bà phó đoan thấy rõ như thế lắm, mặc dầu bà không dám nói thế ra miệng. Bà đã lo âu như là vào trường hợp ấy, bất cứ một vị hiền mẫu nào khác cũng đã phải lo âu. Hay là cậu Phước sắp đòi về, hay là Đức Phật chùa Hương thương con, mà chả hiểu Đức Phật chùa Hương có con không, nên đã đến lúc không muốn đọa đày con ngài dưới trần nữa rồi chăng? Ông thầy số đã kêu số cậu Phước thọ lắm, hay là thầy số đoán nhảm? Ấy, đó là những câu hỏi làm rối loạn cả khối óc bà mẹ, khiến bà ta đau khổ, lo nghĩ vô cùng. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, nhất lại là có nuôi con cầu tự nữa mới biết được lòng cha mẹ. Như bà phó đoan nuôi con kể đã cũng là cùng. Bà đã kiêng khem đủ thứ và tránh những tiếng của quan rất kỹ lưỡng cho cậu Phước. Nào bán khoán, nào đội bát nhang, nào cúng, nào sớ tấu, thôi thì chẳng thiếu thứ gì nữa. Vậy mà bây giờ hốt nhiên cậu lại thế thì là bởi vì đâu? Đi cầu cứu sư cụ Tăng Phú chăng? Hay là mời ông đốc trực ngôn? Bà lo lắng nhìn cậu Phước ngồi tần ngần trên một cái bàn ở giữa nhà, rồi bà ra cửa sổ. Một cách căm tức, bà nhìn xuống bọn đánh quần. Cho là bà quý trọng họ thế mà họ chẳng biết đến nỗi lo sợ của bà, thì họ là đồ vô lịch sự. Nhưng chợt bà nguôi ngay, vì sự thật thì bà chưa nói gì cho ai biết, đến cả gia nhân của bà. Tuy vậy mà cũng chưa đứa nào biết, vì bà sợ nói ra cho có người biết thì lại có điều gì quở quang chăng. Ấy thế mới khổ, ấy thế mới rầy rà. Giữa lúc ấy, Văn Minh đẩy cửa vào sân. Ông thấy cô Janet đấy thì ngã mũ chào, bắt tay và hỏi chuyện qua loa. Ông quay ra nhìn, thấy cái quần đùi của vợ ông ngắn quá, cứ để phô ra trước mắt một hạng người đáng nghi như xuân tóc đỏ. Một bộ đùi nở nang và trắng nõn thì ông cũng thấy nản chí trong việc cải cách xã hội, không còn muốn cấm tiến nữa. Và muốn cái quần đùi của vợ ông cũng nên bảo thủ đi thì có lẽ hơn. Nhưng khi thấy Xuân chỉ để hết tâm trí vào quả quần thì ông lại hơi vững tâm một chút. Thôi, hãy nghỉ tay một phút đã. Nói thế xong, ông ra gần vợ bảo: Này mình, hãy ra đây tôi bảo điều này, cần một lát đã. Vợ ông gõ vợ xuống sàn 3 cái ra hiệu hãy ngừng cuộc, rồi đến với ông. Muốn khỏi bất nhã, ông Văn Minh lại nói to với Xuân: Xin lỗi nhé. Xuân tóc đỏ vừa thở vừa đáp: Vâng, xin cứ tự nhiên, cái đó vô hại. Hai vợ chồng lững thững quay ra phía cổng, vì phía ấy không có người. Người chồng hỏi: Mình đã biết sự gì xảy ra chưa? Vợ trợn tròn đôi mắt sợ hãi hỏi: Cái gì thế? Chết cái gì? Chồng lắc đầu thất vọng rồi thở dài: Chúng ta không thể nào dung được cái thằng Xuân ấy ở nhà chúng ta một phút nào nữa. Thật là khốn nạn. Sao đến nỗi thế? Hàng họ đương được khách, mà khách lại là của Lý. Vả lại như vậy thì mất lòng Lý. Ai luyện tập với tôi nữa? Ngày vua ra thì làm thế nào? Nhưng mà vì lẽ gì đã chứ? Nó với con Tuyết nhà ta hình như lôi thôi với nhau. Thế ư? À, có lẽ đúng. Tôi cũng đã có lúc phải ngờ như thế đấy. Theo như tin tức tôi mới nhận được thì hình như chúng ngủ với nhau rồi. Chết nổi thế kia ư, có chắc không? Tôi chỉ muốn vào băm mặt cái thằng chó ngay bây giờ mà thôi. Vì rằng em mình nó hư nhưng vợ chồng mình mang tiếng. Bà lão già cứ đổ tại chúng ta tiến bộ, âu hóa cho nên con Tuyết nó hư. Thế có khổ không? Lại đến tai mẹ nữa rồi à? Thế mẹ bảo sao? Thầy mẹ lại muốn gả con Tuyết cho cái thằng khốn ấy mới nhục chứ. Ồ, vội quá, phải biết đích xác mới được. Làm thế nào mà biết?
Chả nhẽ bắt em mình đi khám doctor. Mà hỏi thì tất nhiên không đời nào nó dám nói thật, hoặc có dám thì cũng không nói. Thật đấy, anh chị như thế là đã say mê nhau, nghĩa là muốn lấy nhau. Nếu họ biết thóc là bần cùng thì thầy mê cho họ lấy nhau. Hẳn là chưa hư với nhau thật sự thì họ cũng cứ bảo là đã hư với nhau rồi cho có lợi. Có khi lại vì thế mà chưa ngủ với nhau, chúng nó cũng hấp tấp vội vàng mà đi ngủ với nhau cũng nên. Vợ liền cự chồng: như thế mà cậu định băm mặt thằng Xuân ra? Lúc nóng nảy còn ai nghĩ, bây giờ chỉ còn một cách là trước khi biết rõ rằng thằng Xuân đã làm hại một đời con bé chưa, thì ta hãy cứ phải tìm cách không cho chúng nó gặp mặt nhau nữa, thế thôi. Nếu khi điều tra được kỹ lưỡng rồi thì ta sẽ liệu, hoặc gả em cho nó, hoặc xích em mình lại một chỗ, nếu chưa hư hỏng. Thế thì chỉ còn cách tống quách thằng Xuân đi, không bao giờ cho lai vãng đến cửa hiệu này nữa, đành là hy sinh một người giúp việc đắc lực vậy. Như thế là mình hy sinh cho cái gia đình hủ lậu mất một tay cải cách xã hội đấy. Chứ sao, chỉ sợ có sự hy sinh là đáng kể. Mà như thế thì nói với dị phán bắt hắn ở luôn đây lại cho xong. Ồ, kế ấy hay đấy, mình khéo nói là được. Hai vợ chồng sung sướng quay vào thì vừa gặp lúc trên cái cửa sổ ở tầng gác thứ nhì, cái mặt nhăn nhó của bà vợ Tây ló ra với những cái vẫy tay cầu cứu thất vọng. Năm người cùng hoảng hốt chạy lên, tưởng chừng có sự gì ghê gớm xảy ra. Đến nơi mới biết kỳ thủy chỉ có cái sự lạ là cậu Phước hắt hơi luôn những bốn cái một lúc. Sau khi an ủi bà dì bằng mọi lý lẽ sinh học và cơ thể rất bơ vơ, ông Văn Minh bèn ngồi trầm ngâm nghĩ cách tống xuân tóc đỏ cho bà dì, cho xong cái của nợ ấy. Thế là việc làm cho đời một người con gái tử tế bị mang tiếng của Xuân đã được kết quả hoàn hảo rực rỡ. Nó chỉ còn phải gánh vác cái trách nhiệm nặng nề là làm hại nốt một vị quả phụ đã thủ tiết luôn với hai đời chồng nữa là thôi.